kêu quay quay thay. Tại vì em không lúc mà thầy ấn chịu có đau đấy. Tại vì em không uống nhẹ cho mặt da mà. À, đây đây, đây có gì đâu, có mực gì đâu, đây đây đánh đi. Thế là chị ốm rồi. Này ôi, đánh đến đâu đèn hết đến đấy này. Thế mà sao không không ấy nhỉ? Chị này hôm nay là may nhá. Này, đang một bất không khí lạnh đang xâm nhập vào cơ thể vào chỗ của chị. Đánh cả cả người đúng. Không như dưới cho nó tập trung trên mặt. MC đúng rồi. Tí mình sẽ đánh tới chân luôn. Cả hai đầu đều được, đây là đầu để mình ấn huyệt này, vâng. Tay này. Đánh đầu này cũng được. Bút này có cả tia xung điện lên đúng không? Không, chẳng có gì đâu, chỉ là nó chỉ bọc bạc thôi mà. Nhưng mà ở trên thị trường có một số những cái bút mà nó có bóng. À đưa. Có, đấy là bút xung điện. Đấy. Này là gọi là cạo gió đấy thầy. Dạ, đánh gió đấy. Đánh gió bằng bạc đấy. Thế này là nó khỏi luôn nên ra ra. Không nhỉ, mặt chị này xung đen xì rồi. Kinh nhỉ? Đẹp, đẹp hơn bao công. Đâm ra hết cả sân này. À, lúc này sân bây giờ xấu rồi, đen xì xì. Này ông chồng chẳng nhận ra là sao mặt bà đen thế. Vâng, đúng rồi. Đấy, đen chồng. Đen xì xì. Chuẩn bị lên sân khấu lắm chứ. Giống môi nhọ nhồi lắm. Lên sân khấu lắm chứ. Thế nhỉ? Đấy, tự lên đi chứ. Tự lên đi chứ, có gì đâu. Không, thế hôm nay của em đi là của em nó xuống dưới chân rồi. Không đánh phấn gì đâu. Em chân ra rồi. Xấu gái kinh nhỉ. Này, chân này có này. Đấy. Các bạn hỏi thầy thầy đang dùng dụng cụ gì? Đây là đầu bạc, nó bọc bạc. Nó bọc bạc. Ừ, bọc bạc. Lấy cái dây chuyền bọc bạc ra đánh cũng được. Đây là cái bút nhà mình đầu này bọc qua đánh được không? Bọc bạc của nhà mình nhưng mà anh ta cần này còn luộc thêm quả trứng lấy cái lòng đỏ cái lòng giấy khô à? Không, cái này là bông. Bông. Đợi. Còn cô lại còn thêm cái giấy lòng trắng trứng gà. Hôm nay không mang giấy khô. Lòng trắng trứng gà xong lại còn lấy như là bôi cái gì vào mặt ấy nhỉ? Bôi nhọn nồi ạ. Trông giống bôi nhọn nồi. Mọi người nhớ này, khi mà vẫn tiếp tục đúng không? À, vẫn tiếp tục. Mọi người nhớ này, khi mà đánh bình tĩnh. Chán nó nâu nhiều hơn đúng không? Chán nhiều hơn. Chán nhiều hơn. Hai bên này. Bao giờ chân chán cũng là nhiều nhất. Hai bên này. Khi mình đánh ra nó đã ra những cái vết đen như này thì đừng sợ. Đừng sợ nó ra vết đen như này là gì? Nó là cái đánh độc, nó thải độc ra. Đừng có dại mà lấy giấy ướt. Mà phải lấy giấy khô. À, giấy khô này. Mà đen. Đấy. Đây để em quay chỗ này. Cô bé lo lem rồi. Đấy, phải lấy giấy khô mà lau nhá. Lau vài lượt xong mình đánh vài lượt nó vẫn còn cơ. Mà... cái nào đánh nó không còn ra nữa là được. Mày nhá, không còn đấy, hôm nay về thì lại ốm đấy. Đấy. Ốm gió. Chú được gió một chút rồi. Để đi không? Để thử cho chú nữa. Cô này cô chưa bị ốm, có những người đang ốm rồi đang cảm mệt. Thì đánh ra đó. Lên ra đây xem tiếp tục này, tiếp tục. Để thầy làm tiếp nữa anh em. Tiếp tục này. Xem nó còn ra mà. Nó vẫn ra nhưng mà nó không còn đậm như vừa nãy nhưng mà vẫn có đấy. Đúng rồi, như kiểu viết lên mặt bảng luôn. Ừ, phải đánh vài đợt cho nó hết sạch đi. Tức là chỗ nào mà chưa gạch hết thì chắc chắn bây giờ hiện lên. Không, chưa gạch hết bây giờ lại đánh đợt 2 đấy. Đến đợt 2 nó vẫn có nhưng mà nó mờ hơn đợt trước. Mờ hơn đợt trước. Tài nhỉ. Cái này không, tây y thì đâu. Có nhỉ? Bạn tiếp tục làm tiếp. Còn tiếp một lần nữa để đánh lại. Mình dân dã ở nhà có lấy bạc, trứng, đánh gió. Đấy. Lại trắng lại. À, thế này cũng hay nhỉ? Đấy, lại ngon. Đấy. Đấy. Thải độc đấy. Đấy. Đợt 2 này. Đợt 2 này, đen xì. Đừng sợ vết đen này cũng bình thường thôi mà. Mình lau đi hết rồi mà. Hôm nay mà có chị Hằng ở đây nhỉ? Ừ. Đấy, đèn đánh vào Hằng thì đen như nhọn nồi. Rồi bây giờ giơ chân này, cô giơ chân này. Bàn chân này này. Đánh thử bàn tay xem này. Em có, rồi chân nào. Đánh hết trên mặt. Đánh vào lòng bàn tay chứ không phải là đánh vào chỗ mu bàn tay ạ. À. Đánh chân thì đánh vào lòng bàn chân, lòng bàn tay và lòng cơ xương chân. Đánh hết trên mặt. Chú hiểu chỗ này nó đang đen rồi này. Xăm đấy xăm. Anh buồn.
Không chân có. Này chân này có. Có chân này có. Chân này có chủ yếu trên mặt không? Trên mặt đây, để con lau sạch trên mặt đi. Đấy, ở trên mặt. Đây thử được không? Chị à. Cái bút là bao nhiêu cái bút này thôi? À, không có, bút này rẻ mà. Không biết giá đâu, có khi vợ mới biết chứ. Còn chính xác mà không biết giá đâu. Cho em xong nào. Đánh hai đầu. Vừa là cần vừa là dùng cái này để nhấn việc, vừa là dùng này nhấn việc khác, vừa là ok, thank you. Em tắt nhỉ?